nên là tới giờ kinh hành đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn và thượng thượng tọa đại đức Tăng Ni Thích Ca Thập Tứ. Bây giờ là ngày giải đáp thắc mắc. Quý vị mời quý vị thắc mắc gì ra hạnh. Các chàng chào thầy Khải Tâm Mạnh thầy Cư Sĩ Hào. Xin hỏi dạo này mạnh thầy nhận cho lần mạnh. Kính bạch sư phụ, có một vị nhà con hỏi sư phụ. Trong các kinh thường nói định huệ có tức định, tức huệ, định huệ đẳng trì, còn tham thiền thì chú trọng nghi tình. Vậy nghi tình, vậy định huệ với nghi tình là đồng hay khác? Kính xin sư phụ từ bi khai thị cho chúng con. Cái nghi tình là để thực hành, là cái thực hành để đi lên sơ kiến tăng. Còn cái định huệ đó là trong tự tâm nó sẵn sàng, là cái điểm của tự tâm, cái thể của tự tâm. Thì cái bằng tự tâm bất nghị á, tất cả đều không có khác. Không những mà cái pháp xuất thế gian, pháp thế gian, cái xuất thế gian, tất cả đều không có khác. Nhưng mà sau khi chứng tán rồi thì tất cả đều là tuyệt đối, thành không khác biệt. Còn bây giờ chưa chứng tán á, thì các dòng tăng phân biệt á, thì đủ thứ sai biệt. Còn bây giờ hỏi về cái tình á, cái tình là để thực hành, là các pháp môn mà tổ sư dạy là phải nhờ cái nghi tình cho mình. Thì cái định huệ, cái tánh hay chữ cái tánh thì đều là sẵn có định huệ. Kính bạch sư phụ, theo chân đường lối thực hành tham hậu sư thiền, sư phụ chỉ dạy mình tin pháp môn công bằng mình tin tự tâm. Nhưng người sơ tham mình tin chưa đầy đủ, phải đưa vào đâu để nắm giữ đồng tin của mình không có giá trị? Kính xin sư phụ cùng đi thôi. Không phải. Mình tin phải có Phật Pháp thôi. Không Phật Pháp. Phật Pháp có thể giảm bớt không? Không Phật Pháp. Phật Pháp có thể gian đoạn không? Không Phật Pháp. Nếu vậy á,
Người lão tình tự tăng rồi đó. Tại sao vậy? Tại Phật tăng không có thể giảm bớt á. Thì bây giờ á, Thầy Thích Ca từng không chí huệ năm được. Và như Phật Thích Ca không có kém Phật Thích Ca một tí nào cả. Nếu mà kém một tí tức là có thể giảm bớt. Và đã biết là Phật tăng không thể giảm bớt á. Thì á, bây giờ tự tăng mà bạn Phật Thích Ca mà Phật tánh không thể gián đoạn á, thì bây giờ cũng là làm Phật. Nếu mà bây giờ không phải Phật tức là gián đoạn. Thì phải tin tự tánh như vậy đó. Bây giờ thanh thiền là phát dạng các tự tánh bệnh. Phải đúng như bạn mà Phật cao. Kính bạch sư phụ, người hành giả tham thiền như thế nào mới gọi là chân tham? Kính xin sư phụ từ bi khai mình. Ngài Đại Quả nói đó, vô tham mới là chân tham. Vô tham đó không phải là không có tham, tức là tham thiền mà tham tới không biết mình đang tham thiền đó. Tại á, tôi thường nói đó, cái pháp môn này là dùng cái không biết đó để tu đó, tức là chú trọng cái kiên định. Cái kiên định thì không biết đó, luôn cả tham thiền cũng không biết thì mới gọi là chân tham đó. Cái đó là cái mẹ này bà nói đó, vô tham mới là chân tham. Kính bạch hòa thượng, từ bi khai thị. Thiền sư Pháp Loa dòng Trúc Lâm Việt Nam dạy pháp, pháp chân là y theo giới pháp tiến tu, còn pháp ngụy là bàn luận ngoại đạo, suy đoán nghĩa lý làm tâm chỉ rồi thiền tra cho nhau. Hay nghĩa câu trên như thế nào? Kính xin hòa thượng từ bi khai thị cho chúng tôi được rõ. Thì á, muốn giảng bài cái chân đó thôi nói là giọng em, mà chân với giọng sự thật là hai thứ giọng. Tại sao vậy? Tại còn gói lại cái bài nghị tự tăng là bài nghị không có gói lại em. Bây giờ á, muốn giảng bài cái chân thì là cái giọng, muốn giảng bài cái giọng thì là cái chân. Ở trong thực tế có cái bổn lai của tăng thì không có chân giọng à. Cho nên nếu mà có chân như có giọng á, hai thứ đều là giọng. Chân cũng là giọng chứ không phải là giọng mới là giọng, chân cũng là giọng. Cái ý của người hỏi và sư phụ là bàn luận ngoại đạo, suy đoán nghĩa lý lập đàm tôn chỉ, là cái nghĩa lý như thế nào? Bây giờ á, ngoại đạo á thì á chắc là cái chân lý á nha. Bây giờ tịch đà tông giáo á, giáo chủ á cũng là ngồi thiền mà ngộ được cái chân lý. Rồi tự mình làm giáo chủ lễ hoàn dương cái chân lý của mình ngộ. Còn Phật giáo đó, Phật Thích Ca
giác ngộ là giác ngộ cái tâm, không có chân lý. Bây giờ nói chân lý á, là cái tâm là chân lý rồi. Nhưng mà cái tâm nó không phải chân lạc. Tại á, nó vốn là vô sanh, vốn là vô thủy, không có sự bắt đầu. Bạn nói là vô thủy đó, không có bắt đầu. Không có bắt đầu thì không có chân lạc. Cũng là cái nhãn vô sanh, không có sự sanh khởi. Phải có sanh khởi thì phải có bắt đầu. Thì có không có sự sanh khởi cho nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sanh. Ngộ được cái pháp không có sanh khởi. Và chứng cái pháp là cái bằng vô sanh pháp nhãn. Đó, tức là chân thật. Tất cả pháp đều không có sanh khởi. Kính bạch hòa thượng, có một vị tăng hỏi tại trung thượng sĩ thiền sư Việt Nam, thế nào là thanh tịnh pháp thân? Ngài đáp: ra vào trong dũng nước trâu, nghiền ngẫm trong đồng cứng ngựa, vậy có phải là làm cho pháp nghi không, thưa sư phụ? Cái mục đích của sư tổ á, bất cứ là cử chỉ hay là lời nói á, những người mà đã có cái nghiệp tình á, đã đúng mức rồi đó thì ngộ ngay. Nếu mà chưa tới mất á, ngộ không được á, thì không hiểu. Không hiểu thì tự nhiên đã phát nghi tình á. Thì vô cái nghi tình mới đưa tới ngộ. Thì lời nói của sư Phật, sư tổ đều là bị ngộ thì phải ngộ ngay. Ngay nó ngộ được á, thì phải không hiểu. Vô cái nghi là sao này cũng được ngộ. Giải thích thì hiểu là sẽ làm. Con xin hỏi câu số 2. Kính bạch hòa thượng, từ bi khai thị bốn câu: vật chất bất thiện, bất chân không, pháp nhã vô tri, niết bàn vô sanh, vô danh, trong triệu lượng cho chúng con được rõ. Tức là tôi hai bữa nay tôi giảng hoài lâu cái bản tánh không á, nên không tức là trống rỗng á. Mặc dù trống rỗng không có gì hết, tức là cái tâm hành ha, nó không có hình tướng, không có số lượng. Muốn tìm á thì không thấy gì hết. Mà không có tìm á thì chỗ nào cũng là tâm. Tất cả đều là trùng của tâm. Trùng của tâm á, tại nó không có hình thể số lượng á, cho nên gọi là tâm không đó, tức là cái hư không này đó. Cái hư không này đó không có bắt đầu, hồi nãy tôi nói đó, không có bắt đầu, không có sự sanh khởi đó. Nó vốn là sẵn sàng nha. Mà luôn luôn cái dụng đó không có giác ngộ nha. Mà chỗ nào cũng là dụng. Bây giờ á, tôi uống nước cũng càng nhiều ngon.
Bây giờ tôi đang nói chuyện cũng là nhờ nó. Tất cả đại chúng ngồi đây cũng là nhờ nó. Mặt trăng mặt trời, núi sông đất đai nhà cửa cây cối, không có cái nào mà không nhờ nó. Nhưng mà nó là trong rộng, không có gì hết, mà lại không có nghĩa lý nữa. Bây giờ con người đem cái không là sẵn đó, đem hạn chế lại, rồi lập ra đủ thứ nghĩa lý không cũng như cái thách này đó. Nhiều cái không sẵn sàng làm thành cái không của cái tánh này, rồi mới giải thích cái ngã không của cái tánh này, giúp bạn có lý. Cái bệnh này thì cái không của bệnh này, cái ngã không của bệnh này nó khác hơn cái ngã không của cái tánh này. Cho đến cái ngã không của cái chánh đèn này, nó cũng khác hơn cái nhã không của cái tánh, nhã không của cái người. Nhưng mà muôn muôn ngàn ngàn thứ nhã không đều là cùng một cái không thôi. Tức là chưa có làm ra cái tánh này, cái không luôn sẵn sàng. Chưa có làm cái bệnh này, cái không cũng sẵn sàng. Chưa có dựng cái nhà này lên, cái không là sẵn sàng. Bây giờ cái tách này vẽ rồi, cái bình này vẽ rồi, nhà sọc hết rồi. Nhưng mà đôi khi cái không sẵn sàng rồi, không có ảnh hưởng, không có bị tổn thương nào mắc gì. Cho đến một cái bom nguyên tử nổ một cái đó, trái đất tan rã hết, mặt trăng mặt trời vũ trụ đều tan rã hết, không còn cái gì. Nhưng mà đôi khi cái không sẵn sàng lại cũng y như cũ, không có tổn thương một chút. Nó mặc vào nó không có cái gì hết, không có nghĩa lý. Nhưng mà tất cả dùng đều phải nhờ đó. Không có cái nào mà không nhờ không mà được giải bày cái gì. Cho nên á, Trung Quốc được đó, mà nó còn nói đó, vì có cái nghĩa không nên tất cả pháp mới được thành tựu. Nếu mà không có cái không đó thì bây giờ là mình đâu có thể mà nói ngồi lại mà thắng nghe. Tôi cũng đâu có thể mà ngồi lại mà nói chuyện. Nhưng mà cái không phải đó không có biểu thị cái gì, không có nói là nghĩa lý gì. Mà cái không sẵn sàng này tức là cái tâm của mọi người, tâm của tất cả chúng sanh. Tại chúng sanh á, bây giờ dùng cái bộ óc đi phân biệt sự quan, rồi mới lập ra đủ thứ ngã lý. Cũng nhờ mà tôi nói đó, nhà đi cái của cái tắt, nhà đi của cái bền, nhà đi của cái nhà, không ức chịu nhà đi. Mà cái không sẵn sàng đó thì không nhà đi. Mặc dù nó không có nhà đi, nhưng mà tất cả cái nhà đi khác á đều phải từ cho cái không có nhà đi mới làm ra được. Cho nên bây giờ mình phát hiện đó, chỉ cần phát hiện cái không sẵn sàng của mình đó, thì là cái tâm mình đó. Thì tất cả đều đầy đủ rồi, khỏi cần bài làm đủ thứ nhã đi gì. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, có một Phật tử ở rất xa mà biết con về đây học nói chuyện với cô Bổn, biết được cô đó để lát hết mắt vì nó cũng thôi nhờ con trình lên sư phụ những cái ý để hoàn cảnh của người đó con biết được cái ý thì nó sư phụ từ bi thôi thì ra nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Con nói như là nói đúng như là Phật tử nên xin hỏi Phật tử. Con cảm thấy người đó hoặc câu chuyện do nghiệp chướng của con thì con phải làm sao? Đó là câu hỏi của quý vị đó, xin hỏi. Thì bây giờ ha, có gì đó ở đây không? À, phụ gì đó ở rất xa, nhưng mà vị đó ở đây à. Cái nào cũng theo phụ. Bây giờ nếu ở xa thì ở đây á, để tôi mà đích thân hỏi người đó để người đó mới hiểu, còn nói rõ nha. Chứ người khác á, nó không có rõ hơn mà nó trực tiếp á. Bây giờ là một điều đấy ha. Bây giờ người đó nói cái nghiệp chướng á, bây giờ tôi sẽ giải thích cái nghiệp chướng của cái người đó đó. Bây giờ người đó đâu? Bà sư phụ người đó ở xa lắm, gần sư phụ mà không có gì hết. Bà sư phụ người đó ở xa lắm, ở Ăn Tàu. Ở đâu? Ăn Tàu. Ăn Tàu ở Mỹ. Ở Mỹ? Ra diễn thôi vậy cho con mà. Cái tuần nay con không nhớ tên Phật sư phụ là gì không? Bây giờ á, nói ông Mỹ, bây giờ tôi nói cái chuyện ông Mỹ cho nghe luôn nha. Tôi có cái chuyện về ông Mỹ á. Thì trí thức khoa học, trí thức xã hội đó cao lắm. Phật pháp thì cũng biết á, Phật giáo lý cũng biết nhiều nha. Thì hỏi tôi nói, cũng nói nghiệp chướng á. Nói tôi nghiệp chướng nặng quá. Phiền não nhiều quá. Ai làm sao mà dạy tôi á, trừ bớt cái nghiệp chướng, trừ bớt cái phiền não được không? Tôi nói đó, bây giờ nha, tôi hỏi ông, ông nói là nghiệp chướng của ông á, phiền não của ông mà á, tức là cái đồ của ông rồi đó, thấy không? Cái đồ của ông đó à, từ đâu mà có tức là cái nghiệp chướng phiền não của ông từ đâu mà có. Nghĩ hoài nghĩ không ra. Tôi nói về là không phải cái của ông rồi đó. Yeah. Của ông còn không biết mà từ đâu mà có mà. Yeah. Nếu mà kẹt của ông á thì ông phải biết chứ. Yeah. Cũng như đồ của tôi phải biết. Đồ của ông mà ông không biết thì nói là của ông làm sao được. Thấy không? Mà bây giờ tôi nói cho ông nghe. Cái nghiệp chướng phiền não á, của ông á, ông tưởng là của ông nhưng mà sự thực thì không phải của ông. Là do ông suy nghĩ mà có. Cái tâm của ông nó giống là trong sạch, không có nghiệp chướng phiền não gì hết. Cái tâm của ông là mang suy nghĩ. Còn cái nghiệp chướng phiền não là xỏ suy nghĩ của cái tâm ông. Cái xỏ là ở ngoài năng á. Nhưng mà thì ông đó thì tôi nói cái tâm là khắp hư không đó, khắp không gian, khắp thời gian. Trong rõ mịn mòn á, khó mà hiểu, khó tưởng tượng. Rồi á, khó hiểu tôi mới dùng hai cái chân á. Bây
Bây giờ hai cái chân của ông đó, ngoài đặt của ông, thấy không? Hai cái chân là mang đi, nghe. Còn có cái con đường đó, có gai gốc cất xìm đó là cái sở đi của hai chân, chứ không phải hai chân của ông. Cái con đường đó, gai gốc cất xìm đó, thì ông cho là cái nhịp chân, cái não đó. Nhưng mà tại hai chân của ông ham đi cái con đường đó mới bị chân cất xìm. Chứ hai chân của ông sạch sẽ, không có bị dính gì hết. Hai chân của ông mới là của ông, là mang đi. Còn cái con đường có cây gốc gấp xình là cái sở đi của hai chân, chứ không phải là của ông. Tại ông á ham đi, hai chân nó ham giảm lên cái con đường đó, mới bị chân gấp xình. Rồi nói là lỗ thừa nói là gấp xình của ông, không phải đâu. Bây giờ á, cúi cái máy á, mặc kệ nó, đừng có giảm lên thôi á. Không có lo chính điêu gì hai chân của ông mà. Thì cái tam ông cũng vậy đó, trong sạch không có gì hết. Đừng có đi suy nghĩ cái nhịp chân thèm não thì là có nhịp chân thèm não đâu. Tại suy nghĩ, tại cái tam nó mang suy nghĩ đó, ham suy nghĩ. Rồi nhịp chân thèm não là cái sở suy nghĩ của tam mà. Nó ở ngoài tam, cũng như con đường gây tốc đức sinh là ở ngoài hai chân. Kính bạch sư phụ, khi cô mà hỏi con nè, từ thì cổ năm rồi đó, cổ có biết con đi về khắp thí phụ năm cuối năm 93, hôm kia con cũng biết thơ ra nói hôm nay được như vậy như vậy, rất tiếc là cô không còn ở đây để được con đi học phát hiện như phụ. Thì cổ được cái lãnh thăm con và coi như ba giờ cái được cổ đi cũng thương, nên trong đây là cái câu đầu của nói. Từ lâu rồi con không làm sao dám trả lời là gì, cái câu này cũng hỏi con không dám để nói là giúp con. Cho nên con mới tình nên phụ, và cũng có để thêm hai ba câu biết này nữa. Xin phụ được ghi chỉ cho các bạn. Chiến như vậy của tôi, tôi sắp mới được không? Cho cái đèn phải để chỉ ở Mỹ á. Dạ, dạ. Thì gọi chơi mà chừng nào mà ở Mỹ á, để nói đèn phải dễ lắm. Con cũng thường điện thoại về con á. Không hỏi á, khi mà hỏi đèn phải á, thấy không là coi lại từ là bị Mỹ rồi đó. Mấy bên lại là phụ con định là con về con lấy cái bản của cô thường cho đó, con xét được biết nếu con cởi từ lâu thơ hôm qua ở ngoài để cổ tập thì con này cũng hoang ngạo lắm, cổ rất là xả chứ không phải con chắc vào đó, nhưng mà cổ cũng cơ lên coi cổ. Rồi khi cô gặp như vậy, cô làm là cô tác trình bày là cũng đúng lắm, con chỉ một câu lúc lượt thì thôi ra đỡ con làm. Bây giờ con yên lặng là những người gây việc chứng cho cổ. Bây giờ con yên lặng, con cũng không cảm thấy giận, mà ngược lại con còn tội nghiệp cho người đó nữa. Đó là cổ nói lại với con. Con trả thù thì họ khổ, tội nghiệp họ. Con chỉ yên lặng. Như vậy con và người đó có xóa được nghiệp chướng hay không? Con muốn chấm dứt ở kiếp này và làm thế nào tiêu nghiệp được kiếp này hay không? Đó là cổ trình bày như vậy đó cho cổ. Thì bây giờ anh khỏi cần tiêu, cứ tham thiền giữa cái nghi tình á, thì không có tiêu nó cũng tự tiêu. Bây giờ phải cổ để con lấy cái địa chỉ của cổ cho con sẽ giúp thơ, thì cổ sẽ đến cái một có thể là cổ xin cái thuyền này của cô này có quan không thầy? Ờ, nhưng mà đến thuyền đường cũng được, hay là hỏi điện thoại cũng được. Là sư phụ, có một bạn đồng hoang nhờ con hỏi dùm. Con đã khỏi giới Bồ Tát
có một người năn nở đi cải tạo về, không việc làm, ngày nào cũng đến xin tiền con hết, con lúc nào cũng cho. Sau này con phát hiện người này thường uống rượu, cho nên con không cho nữa. Vậy con đã hỏi tới Bồ Tát có phạm gì không? Xin quy tụ từ bi tha thị. Nếu mà tiền cho nó đi uống rượu thì hại cho nó, thì bây giờ không cho là không có hại cho nó. Cái điều mà quên ở trong cái giới Bồ Tát kinh á, là người mà nghèo khổ á, không có ăn á, mà cũng như xa lạ, mà không có ăn á, mới mà tùy cái sức mình cho. Còn cái này là biết á, nó đem đi uống rượu thì cho anh chị nữa. Bà sư phụ, như có người mà con đau và đều khổ mà con lại phát của, cái đó có phải là nghiệp không? Phải. Bây giờ á, có người á, cũng như hai đứa con, một đứa thì lợi trả nọ, một đứa thì lợi đòi nọ. Cái đứa con mà có yêu thì lại trả nọ, đứa con mà bắt yêu thì lại đòi nọ. Con có người bạn hai vợ chồng làm ăn rất khá giả, nhưng mà không có con. Họ ăn tiền cũng như là người ta nói là cây đập không trái, gái đập không. Vậy người đó có phải không mắc nợ ai hết cho nên không có con sư phụ? Cái dạng loài á, không có dính điêu di cây giải thoát á, cái dạng loài đó thì tùy theo cái người đó muốn nghĩ sao á, đâu có cái gì mà tiêu chuẩn đâu. Không, con có an ủi người bạn đó là tại vì mình không mắc nợ cho nên không có con, phải sư phụ? Thì nói cũng phải á. Với lại người nào á, có con mà cũng lo cho con á. Mà lo có con mà lớn, có gia đình rồi sanh cháu, rồi lo cho cháu nữa. Vậy nhiều khi còn chưa có gia đình đó, muốn không lập gia đình để mà tu có thể tránh được cái việc trước đó, sư phụ? Thì tu là giải thoát á, tu giải thoát á, chứ không phải là tránh. Như công viên mấy người bạn đó coi như ở vậy lập gia đình nữa để mà tu, nhưng mà họ nói mắc nợ phải trả, không biết có thể tu được không? Con thì nó nghĩ vậy á, bởi vậy á, cũng như hồi nãy tôi nói vừa nói lắm, cái nghiệp chướng tiền não là do mình ăn suy nghĩ đó, nó mới có mà. Tại nghĩ vậy thì thành cái nghiệp chướng của nó, thành cái tiền não của nó. Nếu nó không có nghĩ vậy thì chứng là không có. Ở trong kinh năng kinh nói là tự mình làm cái dây để trói mình đó, như con tằm á, nhỏ ra cái tơ để tự trói vậy đó. Chúng ta có sự phụ để có những người sử dụng cho mình. Và trong một gia đình, người con thì không có họ giới, ngũ giới, nhưng biết rằng là uống rượu là phạm giới, và người mẹ đến đề là phạm giới, thì người con này cho tiền cha mẹ quá cái mức
để mà xài trong cái bản thân đó, thì người cha thì sử dụng đúng đủ, người nhà sử dụng đúng đủ. Vì vậy người con có phạm phản bộ gì như sư phụ? Người con á, nó đôi khi mẹ có thiếu á ha, thì nó cho tiền cho mẹ xài ha. Thì á, mẹ nếu mà làm cho có hại cho cái thân thể của mẹ thì người con tất cả có thể khuyên ha, có thể tìm cách á để mà giúp cho mẹ mà sửa lỗi á ha. Thì cũng như mà tôi nói cái có một ông triệu phú ở Thượng Hải á ha, nó tiền nhiều lắm, anh ta trường mà mẹ nó không chịu ăn chay á. Rồi nó cũng bằng cách mà làm cho mẹ cũng được ăn chay khỏi mà bị gây cái nọ mặn nọ thẹt á. Còn cái uống rượu á thì ở ngoài xã hội á người ta cũng không cho, cho đến pháp luật nè, bây giờ pháp luật của nhà nước này là không ăn không được uống rượu nè. Mà tài xế ha, bây giờ ở khắp thế giới nè, cũng như bây giờ ở Mỹ cũng vậy, ở các nước khác cũng vậy, nó có cái mai nè, khi mà nó xét á, có một chút xíu mùi rượu á ha, nó có trình độ quá cái trình độ đó thì phạt. Tại nó lái xe á, khi mà uống rượu thì có xảy ra cái tai nạn. Tai nạn không phải là người mà cái xe nó chết thôi, còn cái xe người khác nữa. Ở trong cái đường mà cái bạn mà cao tốc độ á nha, đụng một cái đó mấy chục chiếc xe đều xảy ra tai nạn. Cũng như bây giờ ở Mỹ nha, chết vì cái tai nạn xe hơi đó hoặc bước đó nha, mỗi ngày 57 người chết vì cái tai nạn xe đó mỗi ngày nha. Mà cái bị thương còn không có kể đâu. Cho nên á, cái uống rượu đó nhà nước cũng đã cắt mà. Bây giờ nhà nước này mỗi lần tôi có con cháu á, công an mà cũng rồi uống rượu đó tại là duy trì cái trật tự á. Sư phụ, bạn đồng tham nhờ con thần linh sư phụ. Thưa sư phụ, con tham thiền đến ngày dỗ ba con quên cúng, tới dỗ má con cũng quên luôn. Vậy con có tội bất hiếu với cha mẹ không? Nếu mà tham thiền á, quên thì tốt. Kính bạch sư phụ, chúng con thọ giới Bồ Tát mỗi tháng đi thọ bát 6 ngày, đi nghe pháp 40 dặm,
Vậy chúng con tu tổ sư thiền, không đi thọ pháp, không đi nghe pháp, có được không? Kính xin sư phụ từ bi khai thị. Cái thọ pháp đó, tôi đã nói đó, ở nhà tự mình thọ cũng được đó, khỏi cần đi á. Còn cái nghe pháp á, thì mình phải tùy cái sức á, tức là mình đừng có cố ý mà không đi nha. Có gì có phương tiện thì mình không đi nha. Cái đó là tùy cái sức mạnh nha. Mà mình không có đi nha, nhưng mà mình ở nhà nha, thà nắng tu á nha, nó cũng sẽ mà sức khỏe. Tức là tất cả Phật ấn thức pháp đều phải có cái phương tiện nha, thì cho cái phương tiện chứ dù cũng nhà Phật cũng là biết là bên đó. Tùy theo cái tình trạng phương tộc tập quán của cái địa phương nó cũng có thể thay đổi. Kính bạch sư phụ, chúng con không thọ giới Bồ Tát mà hành theo hạnh Bồ Tát, có được lợi ích gì không? Kính thưa sư phụ. Tự nhiên có lợi ích đó. Kính thưa sư phụ, má con ngày xưa chuyên bán rượu, ngày hôm nay bà đã chết, con thấy bà hoài, vậy phải làm sao cho bà hết nghiệp bán rượu ngày xưa? Làm sao hết được? Cái nhân đã tạo thì cái quả phải chịu á. Nếu mà muốn hết á thì phải có kiên tâm nó mới hết được. Tức là được mỏ mắt chim bao á, tức là nhảy ra ngoài chim bao á, thì cái nghiệp ở trong chim bao mới hết được. Còn nếu mà không á thì thân người, tới thân cho, thân người, thân cho, không có biết được. Kính bạch sư phụ, cô này là dâu, có nghĩ là bà cũng để lại gia tài tiền của, cậu định má để lên kinh cúng dường theo thiền tông, có mẹ được giảm cho chị không? Cái tài quả của mẹ nha, thì cái người con mà dùng để mà dùng cho, tức là phát tâm á ha, để dùng cho giảm cái nghiệp của mẹ đó, thì người con đã là được giao cái nhân lành rồi ha. Nếu mà người con mà phát cái tâm mà chân thật đó, cái tâm được mạnh á, thì cũng có thể ảnh hưởng tới người mẹ, cái tâm nó sửa lỗi á. Thì á, nó cũng có lợi ích á. Tức là tôi nói đó ha, cái nhân quả đó cũng như mà ăn cơm vậy đó ha, ai ăn ăn no á. Nhưng mà cũng như bây giờ người mẹ không chịu ăn á nha, mình cái con mà tâm được mạnh á, ảnh hưởng tới người mẹ chịu ăn á, thì được no chứ gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính bạch sư phụ, các vị đồng tham,
Nhà con kính bạch sư phụ. Kinh Kim Cang nói: Nhược chỉ sắc trí ngã, chỉ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất ngần kiến Như Lai. Xin sư phụ từ bi khai thị giải rõ cho. Các bác nhã tâm kinh nói mỗi chùa là việc của tổng đó ha. Do nhãn nghĩ thị trực thân ý, do sắc thân thường nghĩ xuất pháp á. Nếu mà dùng cái sắc á, sắc trần, dùng cái mà thanh thanh á là thanh trần, cái trần là bụi mà, bụi thì chỉ có dính dơ thôi á, cho nên bác nghe thầm kinh đang dùng chữ nhiều để quyết sạch á. Thì bây giờ á, nói là bác nghe kinh Như Lai là thấy cái tự tánh thật của mình á. Bây giờ mình phải quét cái bụi cha cũng như mà tâm gơn này, nó có chiếu soi, nhưng mà nếu mà dính bụi lầy hết á thì chiếu soi không được, phải quét sạch, chùi sạch cái bụi, gần nó coi là chiếu soi được, coi thấy cái hình của mình được. Bây giờ nếu mà dùng cái bụi để mà cào á, để mà muốn thấy á thì làm sao mà được, bụi chỉ là che thêm á, che khuất á. Cho nên đó bắt làm kem được như là chẳng thể thấy được cái tự tánh bằng bản thân, tức là tu không đúng. Thị nhân hành tà tà đạo á, tức là người này tu nó không đúng chứ không phải là tà ác á, tức là đôi khi chân á đúng á thì gọi là chánh, không đúng gọi là tà, chứ không phải là làm cái tà ác, tức là các tu để nó không đúng, dùng cái sắc dùng cái âm thanh đều là chánh, cái bằng lục chánh á, chánh tức là bụi mà. Bây giờ á mình muốn chết tắt phải quyết sạch tất cả bụi á, thì cũng như bây giờ tham thiền nó dùng cái nguyên định là cái chổi automatic đó, khỏi cần quyết nó tự động quyết á, quyết sạch tất cả bụi thì cái gương nó có bụi hết cái bụi thì nó sáng cái hình tướng hình mà nó chiếu soi rồi ha, cái này mình cũng ở trong mắt dạng thật dạng ra đó, cũng như cái tâm tâm của mình này thì mình nhận nó sẽ dạng ra đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, nhờ sư phụ khai thị tâm ngũ uẩn sắc họ tưởng hành thức như thế nào làm sách sát á là chẳng chấp, cũng như là xưa